Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải đang chạy trên quốc lộ 26 bị bốc cháy dữ dội. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk. 18 giờ 30 phút tối qua ngày 7 tháng 3, đơn vị nhận tin có vụ cháy xe chở hàng trên quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, hai xe cứu hỏa cùng 12 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, bảo vệ đưa ra ngoài được khoảng 2/3 số hàng trên xe. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên. Vụ cháy ảnh hưởng tới một số hàng hóa trên xe, riêng chiếc xe chưa bị thiệt hại. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.